Thưa quý vị, thực phẩm bẩn vẫn là nỗi lo khiến cho người tiêu dùng hoang mang. Vì thế mà nhu cầu tìm kiếm và sử dụng nông sản sạch ngày càng tăng lên, kéo theo sự xuất hiện của nhiều quầy hàng bán nông sản sạch. Tuy nhiên, nông sản sạch liệu có thực sự sạch như lời người bán hay không? Và liệu chính người tiêu dùng có hiểu rõ là thế nào là nông sản sạch hay không? Góc nhìn ngày hôm nay sẽ tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này. Và câu chuyện đầu tiên ghi nhận tại thành phố Cần Thơ. Giữa hàng chục quầy kinh doanh nông sản, bà Nguyễn Minh chọn mua rau củ tại đây, nơi có bảng hiệu ghi rõ truy xuất được nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Thấy nè, nó sạch nè, rồi với nó tươi nữa, đồ tươi rồi mình lựa vậy đó, với mình cũng tin tưởng mua lâu năm rồi ăn cũng không có bị gì. Tuy nhiên, theo chính chủ sạp này, nguồn cung nông sản sạch chỉ hạn chế ở các loại gồm rau muống, cải xanh, dưa leo, cà chua và củ qua. Điều này cũng có nghĩa là hàng chục loại nông sản khác không phải là nông sản sạch. Nhu cầu khách nó cần mua cái gì là mình có bán cái nấy, mua thêm ngoài. Cái đó mình mua thêm của nông dân ngoài. Của nông dân thấy nó không quá sâu rồi thì mình mua vô bán thôi, chứ còn nói là cái chất lượng, cái quy trình của người ta trồng thì mình không biết nó trồng sao. Ngoài các siêu thị, chợ truyền thống, hơn 30 cửa hàng tiện ích, thành phố Cần Thơ cũng có hàng chục điểm kinh doanh nông sản sạch. Thế nhưng ai dám chắc rằng tất cả sản phẩm đều được kiểm tra chất lượng và truy xuất được nguồn gốc? Xem ra sạch hay chưa sạch vẫn ở niềm tin. Người mua chỉ biết đặt niềm tin vào người bán, còn người bán thì tin vào nông dân. Thực tế này đã tạo nên sự nhập nhèm về chất lượng sản phẩm. Tại thành phố Cần Thơ, chỉ riêng vùng rau an toàn, diện tích đang ở mức 230 ha, trong đó thì có trên 10 ha đã được chứng nhận việc ghép. Đây có lẽ là thông tin vui với người tiêu dùng, thế nhưng trên thực tế thì chuyện canh tác ở những vùng rau sạch, rau an toàn có thực sự khiến cho người tiêu dùng tin tưởng hay không lại là chuyện khác. Trên diện tích hơn 2.500 m², ông Lắm đầu tư 30 triệu đồng làm nhà lưới bảo vệ vườn rau. Tuân thủ coi như là không xịt thuốc bừa bãi, thấy thì xịt, không thấy thì thôi, nhưng mà có dạng mà tới thời gian cách ly, thí dụ hư đồ thì mình bỏ, chứ không có mà ôm thuốc mà để mình xịt cho người ta ăn, thấy cũng là tội. Thế nhưng nguồn nước để tưới rau lại lấy trực tiếp từ kênh mương. Ngoài ra, nhà trồng rau sạch cũng chẳng an toàn khi nằm liền kề với những luống rau canh tác bình thường, nơi vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật còn đầy rẫy trong mương nước. Bên nhà lưới thì cũng vẫn xịt thuốc, mà giờ xịt thuốc là nhẹ chút, đâu có bỏ phế cũng ăn tiêu luôn à. Cũng có cái sâu gậy rắc xanh ra cũng có nhất mà. Nhưng mình bốn cử, ổng không hai cử. Xem ra, chuyện trồng rau sạch hay không hoàn toàn phụ thuộc vào người nông dân, chí ít là ở khâu cách ly trước khi thu hoạch. Thế nhưng thời gian cách ly ít nhất 7 ngày trước khi thu hoạch. Nhưng mà hầu hết dân mình thì ít có cách ly như thế lắm. Bởi vì cách ly 7 ngày thì cây rau mình nó giảm đẹp rồi, đã không có xanh mướt nữa. Thì nếu như mà không cách ly đảm bảo thì còn tích lũy hàm lượng nitrat, mà chính cái nitrat đó là một trong những nguyên nhân là gây khối u cơ thể, thậm chí là gây ung thư. Thông tin vừa rồi chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người e ngại. Còn với người tiêu dùng, trước nhiều khái niệm thì họ cũng đang bối rối, không biết phân biệt như thế nào là nông sản sạch, nông sản an toàn và cao hơn là nông sản hữu cơ. Theo các chuyên gia thì nông sản sạch là nông sản không bị nhiễm bẩn bởi các tác nhân độc hại, có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của nông dân và người sử dụng. Nông sản sạch đồng nghĩa với nông sản an toàn. Theo đó, GAP được xem là quy trình canh tác phù hợp nhằm tạo ra sản phẩm không có dư lượng hóa chất, thuốc trừ sâu, phân bón, không chứa vi sinh vật có hại, không chứa kim loại nặng. Cũng có ý kiến cho rằng nông sản sạch là nông sản hữu cơ, được sản xuất theo phương pháp hữu cơ không dùng hóa chất tổng hợp như phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích sinh trưởng, chất bảo quản, vật liệu biến đổi gen. Chính vì người tiêu dùng chưa hiểu hết khái niệm sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ là gì, dẫn đến sự trà trộn trong kinh doanh sản phẩm. Tuy nhiên, tùy từng vùng và địa phương khác nhau mà cách ứng xử của người tiêu dùng với nông sản sạch cũng khác nhau. Câu chuyện nhổ bỏ nông sản sạch ở Lâm Đồng là một ví dụ. Số củ cải đó này được thu hoạch nhưng không phải để bán mà tặng cho người dân sống quanh vùng. Lý do là thị trường không chấp nhận loại củ cải này vì giá cao gấp 2 đến 3 lần so với số củ cải cùng loại. Khi mà mình bán ra thị trường mà với cái giá rẻ như vậy á, thì là chắc chắn là công ty sẽ không có thể bán được, bởi vì khi giá organic thấp xuống thì không thể lôi lên được. Trên cùng đơn vị diện tích, nhưng sản lượng thu hoạch của sản xuất nông nghiệp hữu cơ chỉ đạt khoảng 70% so với trồng việt gáp hay global. Đó là khi thời tiết thuận lợi, còn nếu trời mưa nhiều tỷ lệ này còn khoảng 40-50%.
và đây là nguyên nhân chính đẩy giá các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cao gấp 2 đến 3 lần so với các loại nông sản sạch khác. Cái này thì có nghĩa là mình đầu tư nhiều, nhưng mà có nghĩa là trong cái quá trình thu á, thì là mình lại thu ít một, cho nên là người ta hay bị nản chí ở chỗ đấy. Nhiều ý kiến khác cho rằng để người tiêu dùng chấp nhận giá cao cần có sự trợ giá trong thời gian nhất định, và như thế thì mới tác động ngược trở lại với các doanh nghiệp sản xuất. Qua những câu chuyện vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rằng rau an toàn chưa chắc đã sạch và các điểm kinh doanh nông sản sạch chưa chắc truy xuất được nguồn gốc. Cho nên có chăng là cần phải có sự liên kết giữa các địa phương, chẳng hạn như Cần Thơ với Lâm Đồng, nơi đang có nhu cầu về nông sản sạch và nơi có nguồn cung dồi dào. Quan trọng hơn vẫn là sự vào cuộc của ngành chức năng và chính người tiêu dùng. Gắn kết được các hợp tác xã mà sản xuất mà rau an toàn, rau sạch, đó, rau mà được chứng nhận của cái ngành nông nghiệp để mà tạo điều kiện cung ứng cái nguồn hàng cho các cái điểm kinh doanh rau sạch. Thường xuyên lấy mẫu ở các cái chợ truyền thống và kể cả là trong các cái siêu thị và cửa hàng tiện ích. Từ đó thì có cái phát hiện thì sẽ xử lý theo cái quy định. Nếu đi ra chợ họ mua, họ đặt vấn đề ngay là rau này sản xuất ở đâu, sản xuất như thế nào, đảm bảo những cái điều mà họ biết chắc, họ tin được thì họ mua với cái giá nào đó thì việc đó chưa có xảy ra. Tức là cái nhận thức của người tiêu dùng cũng mới ở mức nhận thức, chưa chuyển thành hành động thực tế. Những thông tin